Quý vị đang theo dõi chương trình phát hình live của Leader Saigon TV trên băng tần 57.7 hệ thống Galaxy 19. Trước khi gửi đến quý vị phần quảng cáo, chúng tôi đưa ra một cái bản tin liên quan đến một lời tuyên bố của thẩm thống Nga là ông Vladimir Putin. Ông tuyên bố như thế nào và đã tạo nên thêm căng thẳng về ngoại giao giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga. Quý vị cũng đã biết là Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay cũng đang muốn dịu giọng, nghĩa là kêu gọi tổng thống Putin ngồi xuống bàn họp, chúng ta ngồi xuống với nhau nói chuyện lại với nhau để rồi giảm những căng thẳng, nghĩa là Thổ Nhĩ Kỳ muốn nói đó là có thể là chúng tôi rất tiếc là phải bắn rơi. Ông không dùng rơi, xin lỗi, rất tiếc là bắn rơi. Nhưng mà chúng tôi yêu cầu là nếu mà Nga muốn thực sự mà tấn công ISIS đó, thì đừng nên nhắm vào lực lượng nổi dậy mà đa số là người Thổ, người Turk ở vùng phía bắc của Thổ Nhĩ Kỳ giáp danh với lại Syria. Đừng nhắm vào họ. Và các anh cứ việc tấn công như ngày hôm nay, các máy bay của Nga vẫn tiếp tục thả bom dữ dội nhắm vào ISIS, nhưng mà đừng nhắm vào lực lượng dân quân nổi dậy chống chế độ al-Assad. Và Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đã căng thẳng với nhau về vấn đề này, bởi vì Thổ Nhĩ Kỳ nói Nga cứ nhắm vào những dân quân của Thổ Nhĩ Kỳ mà không nhắm vào ISIS. Ngày hôm nay Tổng thống Putin tuyên bố lý do mà Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay của Nga là nhằm bảo vệ đường ống dẫn dầu của ISIS bán cho Thổ Nhĩ Kỳ. Và điều này, một cái tuyên bố này rất là quan trọng, bởi vì lẽ đương nhiên là ông Putin ông nói đó, chúng tôi đã có những tin tức tình báo để khẳng định rằng bọn ISIS đã bán dầu hỏa cho Thổ Nhĩ Kỳ. Và đây mở ra một cái vấn đề lớn. Như quý vị đã biết đó, lý do mà ISIS còn tồn tại ngày hôm nay là khi chiếm giữ những khu vực dầu hỏa lớn từ Iraq đến Syria thì bọn chúng đã bán dầu. Thế thì ai là mua dầu của ISIS? Ai là người mua dầu? Mà tại sao cho đến giờ phút này phía Hoa Kỳ có thể biết ai là người mua dầu mà vẫn không nói ra? Đó là lý do mà tại sao phía Nga tuyên bố chỉ tay vào Thổ Nhĩ Kỳ nói các anh mua dầu của ISIS, và đó là lý do các anh muốn bảo vệ đường ống dẫn dầu này. Nói đến đó thì phía Thổ Nhĩ Kỳ ngay lập tức, thưa quý vị, ông Erdogan giận dữ vô cùng. Ông nói rằng nếu mà Nga nói như thế đó, thì nếu mà bằng chứng cho thấy là Thổ Nhĩ Kỳ mua dầu hỏa hoặc là hỗ trợ cho phiến quân ISIS về vấn đề dầu hỏa thì tôi sẽ từ chức ngay. Lời qua tiếng lại. Thế nhưng chúng ta là những người dân, chúng ta chỉ nghe thế thôi. Còn vấn đề chính đó là chúng ta chờ để giới truyền thông đi tìm câu trả lời và dựa trên những tin tức tình báo. Nhưng mà cái khó ở đây đó là Hoa Kỳ có thể biết, nhưng mà Hoa Kỳ sẽ không cung cấp hoặc là vẫn im lặng. Thì sao? Thưa quý vị, cho nên vấn đề ở đây đó, ai là người đã cung cấp tiền của cho ISIS? Trước đó thì có những tin tình báo cho thấy rằng là có những tổ chức ở Ả Rập hoặc là ở vùng Trung Đông tiếp tục bỏ tiền sang cho bọn ISIS. Và điều này cho thấy tại sao các cơ quan tình báo và chính phủ, chẳng hạn như Mỹ, Anh, Pháp, Nga không nhắm vào các hệ thống tài chính này, mà vẫn bọn ISIS vẫn tiếp tục có tiền của trong tay. Quý vị còn nhớ có thời gian mà chúng ta thấy có hàng chục, hàng trăm chiếc xe Toyota màu trắng đó, thì mình có thể xem đó là những chiếc xe mà bọn chúng đã cướp được từ những thành phố chúng đi vào. Nhưng mà rồi dầu hỏa mọi thứ các cái, điều này trở thành một cái vấn nạn hơn nữa cho nỗ lực chống ISIS ngày hôm nay. Thế nhưng bản tin ghi nhận là các chiến đấu cơ của Nga tiếp tục thả bom ngày hôm nay đó, dữ dội lắm, nhắm vào lực lượng ISIS. Đây là một bản tin liên quan đến kết quả cuộc điều tra một năm sau khi chiếc máy bay bay từ Nam Dương, Surabaya để đến Singapore vào tháng 12 năm ngoái. Đó là chiếc Air Asia Flight QZ8501, thưa quý vị. Một năm sau cho đến ngày hôm nay, họ mới tìm thấy được lý do nào mà chiếc máy bay của Nam Dương rơi xuống biển Java.
khiến 162 người thiệt mạng. Sau khi mang tất cả các dữ kiện, nhất là cái đuôi máy bay, hôm nay thì họ mới khám phá ra lỗi lầm chính là người phi công. Họ nói rằng nếu phi công được huấn luyện một cách kỹ là càng hơn á, thì phi công đã có thể điều khiển chiếc máy bay để chúng không có bị mất thăng bằng trong lúc ở trên không. Lý do là cái đuôi máy bay đó, thưa quý vị, cái đuôi máy bay có một cái bộ phận điều chỉnh cái đuôi phía sau này để giữ thăng bằng cho máy bay. Đây là cái phần này. Nhưng mà theo hồ sơ kiểm tra đó, thì vào năm 2014, cái đuôi máy bay đã 23 lần bị malfunctioning, có nghĩa là bị trục trặc. 23 lần bị trục trặc. Vậy mà vẫn để cho máy bay bay như thường. Cứ mỗi lần mà đáp xuống đó, các nhân viên cơ khí họ kiểm tra thì có một cái mối hàn trên cái phần đuôi nó bị vỡ. Và họ hàn lại đó thì vẫn khó khăn. Cái điều quan trọng đó là người phi công nếu có khả năng thì họ đã điều khiển được chiếc máy bay an toàn rồi. Cho nên đây là chỉ là một cái điều tiếc, và phía Nam Dương họ tuyên bố họ sẽ dồn nỗ lực để hy vọng qua cái lỗi lầm rất lớn này từ chiếc Air Asia để có thể, thưa quý vị, đưa ra thêm các nỗ lực huấn luyện các phi công để mà rủi ro nếu có những cái trục trặc trên máy bay thì các phi công này có thể điều khiển máy bay an toàn hơn. Ngày hôm qua tại trường đại học Chicago, sáng sớm ngày hôm qua, nhân viên nhà trường đã kêu gọi tất cả các sinh viên không đi học, ở nhà. Thầy giáo, cô giáo ở nhà luôn. Còn các sinh viên nào đang ở trong các ký túc xá đó thì ở trong phòng, không có được ra ngoài. Sau khi nhân viên cơ quan điều tra liên bang FBI đã gọi đến ban giám hiệu của trường University of Chicago và thông báo có những lời đe dọa sẽ nổ súng hàng loạt bắn chết những người sinh viên da trắng. Hôm nay chúng tôi có bản tin chi tiết về vụ này. Ngày hôm nay thì trường đại học University of Chicago đã mở cửa trở lại và vẫn tiếp tục hoạt động như thường sau khi cảnh sát và cơ quan FBI đã bắt được một người sinh viên tên là Jabari Dean, 21 tuổi. Người sinh viên này gốc Phi Châu, mà không biết có Hồi giáo hay không, nhưng mà người sinh viên này đã lên tiếng viết lên trên mạng là anh sẽ dùng súng vào trong trường và bắn 16 viên đạn giết chết 16 người da trắng để trả thù cho một người thiếu niên da đen từng bị ông Van Dyke, cảnh sát viên, bắn chết. Quý vị còn nhớ người thiếu niên tên là Laquan McDonald, 17 tuổi, đã dẫn đến các vụ biểu tình mạnh mẽ ở Chicago, nhất là trong phong trào Black Lives Matter. Những sự sống của người da đen là đáng tôn trọng. Và hiện nay thì ông Van Dyke đang bị truy tố tội giết người bởi vì ông nổ đến 16 phát súng bắn chết Laquan McDonald. Và hiện nay ông Van Dyke đang bị giam với tiền thế chân 1 triệu rưỡi Mỹ Kim. Tuy nhiên, sau khi theo dõi những cái bản tin này đã gây phẫn nộ cho những người gốc Phi Châu, và trong số này có một người sinh viên Jabari Dean, 21 tuổi. Và sau khi cơ quan FBI truy lùng, và phải công nhận họ rất là hay, cái người đó đưa lên trên mạng bằng những cái lời nhắn, sau đó delete liền cái lời nhắn đó. Thế nhưng cơ quan FBI đã truy lùng và đến tận nơi, bắt ngay tại chỗ và đã giúp cho trường mở cửa lại ngày hôm nay. Cơ quan FBI tuyên bố họ xem những cái lời đe dọa vào thời điểm này rất là quan trọng. Chúng tôi trở lại để cho thấy rằng là ở tại Mỹ này, chúng ta từng nói là ở Pháp đã có hàng trăm, hàng ngàn công dân Pháp rất là thích ISIS và đã tìm cách rời khỏi nước Pháp để sang Syria. Ở tại Mỹ này cũng không kém. Chúng tôi gửi đến quý vị bản tin của FBI vừa đưa ra vào sáng ngày hôm nay cho thấy trên 50 tiểu bang của Hoa Kỳ có những tiểu bang tập trung bọn thân ISIS và muốn đóng góp vào cho các nỗ lực khủng bố của ISIS ở tại Mỹ này. Chúng tôi trở lại ngay sau phần quảng cáo.